Dạ vâng, xin chào tất cả các anh chị khách hàng yêu quý của Luxury Care. Rất lâu rồi thì Luxury Care mới có dịp làm lại một cái clip để review sản phẩm dành cho tất cả các anh chị khách hàng yêu quý của Luxury Care. Thì hôm nay có một điều rất là đặc biệt mà Luxury Care muốn giới thiệu được cho tất cả các anh chị, đó là bộ đôi siêu phẩm đồng hồ đến từ Italia. Với những người yêu thích cái đẹp, với những người yêu thích những sản phẩm đồng hồ để bàn, những sản phẩm đồng hồ decor, thì chắc chắn rằng đây sẽ là bộ đôi sản phẩm vô cùng hợp lý và vô cùng tốt, cũng như là về kích thước nhỏ nhắn này, kiểu dáng sang trọng với thiết kế tân cổ điển, rất phù hợp để trưng bày trong phòng khách của tất cả các anh chị. Thì lịch sử phát triển cũng như là ra đời của chiếc đồng hồ này như thế nào, thì hiện tại bên Luxury Care, địa chỉ tại 53 Triệu Việt Vương, Hà Nội, đang có sẵn một bộ hai chiếc đồng hồ để bàn như thế này. Thì chiếc bên trái, bên phải của em đây, thì anh chị có thể nhìn thấy trên màn hình, nó có một màu sắc xanh ngọc vô cùng đẹp, vô cùng tinh xảo và chi tiết đẹp. Còn bên tay trái của em, đó là một chiếc màu trắng. Và chiếc này độc đáo ở điểm gì? Đó là bên phần thân của nó ấy, tuy được làm bằng gỗ, nhưng tất cả những họa tiết trang trí này thì được đều vẽ thủ công bằng tay. So với chiếc bên tay phải, chiếc bên tay phải tuy là có màu sắc nó đẹp hơn, nhưng những chi tiết trang trí của nó thì sẽ là những cái họa tiết nó hơi hiện đại một chút. Đấy, nó sẽ phù hợp cho những cái không gian của gia đình mình, một phong cách gọi là hiện đại một chút so với chiếc bên tay trái. Chiếc bên tay trái sẽ phù hợp với những cái không gian của anh chị mà có cái không gian phòng khách nó hơi cổ điển một chút. Thì chi tiết của hai chiếc sản phẩm này thì bên em sẽ quay chi tiết sản phẩm cho anh chị xem. Và hiện tại cái điều đặc biệt của em ở đây muốn nói là cái gì, thì cái chiếc bên tay phải của em thì vẫn giữ được giấy tờ của nó. Giấy tờ của nó ở đây thì gần như là một cái giấy khai sinh. Đấy, anh chị có thể nhìn vào đây, có thể là giấy khai sinh của nó. Và điểm đặc biệt của hai cái chiếc đồng hồ này đó là gì? Đó là dành cho những anh chị nào mà có thời gian bận bịu, ít có thể chăm sóc và để ý đến đồng hồ, thì hai chiếc này rất là phù hợp với anh chị như vậy. Vì sao? Là vì hai chiếc này là hai chiếc đồng hồ quắc chạy bằng pin, thế nên anh chị hoàn toàn không phải lo về vấn đề hàng ngày là mình phải để ý cót của nó ra làm sao, hay là mình có phải để ý cái vấn đề về giờ giấc nhanh chậm của chiếc đồng hồ ra làm sao hay không, đúng không ạ? Mình chỉ quan tâm đến mỗi việc là vệ sinh nó cho nó sạch sẽ và luôn luôn mới thôi. Còn về thời gian thì hai chiếc này hoàn toàn lo được cho anh chị rồi, đó là chạy bằng pin, thì anh chị hoàn toàn yên tâm. Và bây giờ thì em Long xin phép mời anh chị hãy cùng em Long đi sâu vào chi tiết của hai sản phẩm, chiếc sản phẩm của hai sản phẩm của Luxury Care đang được giới thiệu tại đây. Thì xin mời tất cả anh chị hãy cùng đi vào chi tiết sản phẩm cùng với em. Xin mời anh chị ạ. Anh chị đã cùng với em xem qua chi tiết của bộ đôi sản phẩm này. Thì mọi thắc mắc về giá cũng như là chính sách bảo hành của bộ đôi sản phẩm này thì anh chị có thể qua trực tiếp địa chỉ là 53 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội, hoặc gọi điện qua số hotline 0376 955 555 để
bên em sẽ giải đáp tất cả thắc mắc của tất cả anh chị. Thì rất vui khi anh chị đã cùng với em theo dõi hết cái video này. Thì xin gặp lại tất cả anh chị trong những cái video lần sau. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ạ.